Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong suốt chặng đường phát triển vừa qua. Đồng chí tin tưởng tỉnh Hưng Yên sớm triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên luôn nêu cao truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, chuyển đổi số và đã đạt được những thành tựu mang dấu ấn quan trọng, xác định tầm nhìn trong chủ trương và hành động, cũng như vun đắp và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, đưa tỉnh Hưng Yên vươn lên phát triển nhanh, bền vững, từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển Hưng Yên giàu đẹp, hiện đại, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. Tiếp tục đà tăng trưởng, năm 2023 là năm thứ hai Hưng Yên nằm trong 10 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thu ngân sách cao nhất cả nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất. Đặc biệt là xếp hạng quy mô kinh tế của tỉnh Hưng Yên vươn lên vị trí thứ 16 trên 63 tỉnh và thành phố, vượt qua cả một số thành phố trực thuộc Trung ương. Nhờ nỗ lực không ngừng trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại gắn với đẩy mạnh việc triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, tỉnh Hưng Yên đã thu hút được lượng lớn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, nhất là vốn FDI. Chỉ số PCI tăng 41 bậc trong 3 năm 2021 tới năm 2023, từ xếp thứ 53 trên 63 lên 12 trên 63 tỉnh và thành phố. Thủ tướng Chính phủ khẳng định, quy hoạch tỉnh Hưng Yên được phê duyệt và công bố là một bước để cụ thể hóa nghị quyết số 30 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thể hiện khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên trong việc hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước. Đến năm 2050, Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thông minh, giàu đẹp, văn minh, văn hiến, giàu bản sắc văn hóa, phát huy đầy đủ những giá trị cốt lõi của văn hóa phố hiến xưa, là nơi đáng sống của vùng đồng bằng sông Hồng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ ra những lợi thế của quy hoạch và các định hướng của tỉnh trong thời gian tới, như phát huy giá trị của khu di tích lịch sử quốc gia phố hiến, lợi thế giáp thủ đô Hà Nội, tiềm năng thế mạnh của sông Hồng, sông Luộc, xây dựng danh mục dự án chương trình để thu hút đầu tư và có chọn lọc các dự án công nghệ cao thân thiện với môi trường, đào tạo, nâng cao trình độ lao động có tay nghề cao, quan tâm đến công tác xử lý môi trường. Đích cuối cùng của quy hoạch là nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Quy hoạch này sẽ mở ra một không gian phát triển mới dựa trên những tiềm năng, lợi thế riêng có, khai thác thế mạnh liên kết vùng để tạo ra những động lực mới cho Hưng Yên phát triển. Thứ nhất là bám sát cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của các đồng chí, các cấp, rồi cái bản quy hoạch này chúng ta thực hiện. Và phải xây dựng cái kế hoạch thực hiện cái bản quy hoạch này. Thì trong cái luật đã có cái việc xây dựng kế hoạch. Cái thứ hai là cải thiện mạnh mẽ cái môi trường đầu tư, thân thiện với doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần cái gì thì phải thân thiện, phải để giải quyết cái môi trường đầu tư nó tốt. Thì không những đầu tư trong nước mà đầu tư ngoài nước. Rồi các cái loại đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp. Cái thứ ba là huy động tối đa sử dụng các cái nguồn lực của nhà nước, mà lấy cái nguồn lực nhà nước dẫn dắt cái nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước. Rồi tối ưu hóa cái đầu tư các cái động lực, và đặc biệt là các cái đầu tư tư nhân, rồi huy động cái đầu tư của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương. Thứ tư là thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Đây là những cái xu thế của thời đại. Cái thứ năm là đẩy mạnh cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo cái hướng xanh hóa, rồi hướng bền vững. Đấy. Và cái hướng phát triển theo cái giá trị gia tăng từ các cái chuỗi giá trị toàn cầu, rồi phát huy cái vai trò động lực của các đô thị, thúc đẩy cái sự phát triển văn minh hiện đại bền vững. Thứ sáu là phát triển toàn diện văn hóa xã hội, làm nổi bật cái bản sắc văn hóa truyền thống vùng đất văn hiến, thế mạnh về sinh thái, về tâm linh, về lễ hội. Chúng ta phải phát huy hết tối đa cái này. Và tôi cũng đã trao đổi với nhiều nhà đầu tư đấy, cố gắng là xây dựng cái phố hiến, khôi phục lại cái hình ảnh phố hiến và thành cái chuỗi văn hóa
lấy cái phố Hiến làm trung tâm để phát triển cái văn hóa của chúng ta lên. Thứ bảy là cái coi trọng cái công tác xây dựng đảng, nâng cao cái năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, rồi đẩy mạnh cái công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thứ tám là cái truyền thông. Cái truyền thông thì làm sao mà truyền thông chính sách là một, để tạo cho người dân được hiểu được cái chính sách đường lối của đảng nhà nước của chúng ta, rồi tạo cái động lực cho người dân, cái khí thế cho người dân, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực, xây dựng cái hình ảnh, cái văn hóa của người Hưng Yên nó khác biệt cái gì, nó có cái gì chung của cả dân tộc ta nhưng nó có cái khác biệt cái gì, và những cái mô hình hay, cách làm mới, ví dụ như cái khu công nghiệp Thăng Long tôi thấy là phải nhân rộng nó ra, một cái khu công nghiệp xanh, xanh sạch đẹp, công nghệ cao, thì các bộ các ngành là phải hỗ trợ Hưng Yên xem cái công việc của tỉnh Hưng Yên như là cái công việc của bộ ngành mình, các cái bộ ngành khác cũng thế. Người ta đề xuất cái gì, người ta kiến nghị cái gì thì tôi đề nghị các bộ ngành, các ông chí phải giải quyết theo thẩm quyền, vượt quá thẩm quyền thì mới phải báo cáo. Về thu hút đầu tư, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Hưng Yên đang có những lợi thế rất lớn, không chỉ về vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng đồng bộ mà còn có môi trường đầu tư thông thoáng với chỉ số PCI đứng thứ 12 trong toàn quốc. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề. Đối với doanh nghiệp thì rất mong là doanh nghiệp thì phải kinh doanh theo đúng luật và vừa phải sản xuất kinh doanh nhưng mà vừa phải làm an sinh xã hội, rồi xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài bền vững theo cái quy hoạch. Cái quy hoạch đã xác định những cái ngành nghề chiến lược lâu dài đó. Ví dụ dịch vụ là cái gì, các thứ gì thì các doanh nghiệp sẽ bám sát vào cái quy hoạch để xây dựng cái chiến lược đầu tư lâu dài thì nó mới tạo ra cái cộng hưởng. Ví dụ như là Hưng Yên xác định là công nghiệp dịch vụ nó là cái then chốt đây. Thế nhưng mà nông nghiệp thì vẫn phát triển, vẫn có. Thì các cái doanh nghiệp mà liên quan đến nông nghiệp thì nghiên cứu cái quy hoạch nông nghiệp, phát triển cái gì, cây gì, con gì, đó, sản phẩm gì thì chúng ta phát triển. Rồi ngược lại dịch vụ thì tập trung vào dịch vụ gì, đó, dịch vụ y tế, giáo dục hay dịch vụ xã hội hay là thể thao, vân vân, thì nó bám sát vào cái đó để xây dựng cái chiến lược kinh doanh của mình cho nó phù hợp, nó tạo cái sức cộng hưởng, luôn đồng hành ủng hộ góp sức tích cực vào cái sự phát triển chung của tỉnh. Một là mang cái vốn đến rồi, đầu tư thì tất yếu rồi, cái thứ hai là phải công nghệ cao, công nghệ sạch, phát triển theo xu thế mới, năng lượng xanh, năng lượng sạch, phát triển cái kinh tế số. Rồi cái thứ ba là cái quản trị về thông minh. Cái thứ tư là góp phần đào tạo nguồn nhân lực. Và cái thứ năm là góp phần cái thể chế. Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, với truyền thống lịch sử, văn hóa, lòng tự hào quê hương, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và khát vọng vươn lên của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên, chúng ta có niềm tin rằng Hưng Yên sẽ sớm hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước. Và tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thông minh, giàu đẹp, văn minh, văn hiến, giàu bản sắc văn hóa, phát huy đầy đủ những giá trị cốt lõi của văn hóa phố Hiến xưa, là nơi đáng sống của vùng đồng bằng sông Hồng.